vấn đề về môi trường hiện nay là vấn đề cấp bách cần được giải quyết. Em cảm thấy là nó cần thiết cho xã hội. Là con gái nhưng em thích làm kiểm lâm, em rất là thích đi vào rừng và em rất là thích đến những cái chỗ nó được khám phá ấy. Em thấy ngành lâm nghiệp hiện nay thì có rất là nhiều cơ hội việc làm, kể cả ở các tổ chức và các công ty và cả các cơ quan nhà nước. Theo em thấy thì lâm nghiệp là một cái ngành rất là rộng và nó tự do hơn những cái ngành trong phòng nghiên cứu khoa học, thì thứ nhất là em đã chọn cái ngành này và được biết là chương trình này giảng dạy bằng tiếng Anh, thế nên là em đã chọn trường này. Mỗi trường thì đều có một ưu điểm và thế mạnh riêng. Trường đại học lâm nghiệp thì cũng có thế mạnh là về khoa học kỹ thuật và thiết kế thi công công trình và thiết kế sản phẩm nội thất, thì em cũng có những hướng như trường khung chương trình và trường đào tạo. Nghiệp nó sẽ luôn là bền vững và đi theo thời đại và cũng đi theo tính mãi trong này. Trường Đại học Lâm nghiệp thành lập năm 1964 là cơ sở giáo dục đại học công lập hàng đầu về đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực lâm nghiệp, tài nguyên môi trường, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, chính sách và quản lý, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trường có trụ sở chính tại Xuân Mai, Hà Nội. Hai phân hiệu của trường đặt tại Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Là trường đại học duy nhất có hơn 1.000 hectare diện tích theo mô hình rừng sinh thái, hơn 300 phòng học, phòng thí nghiệm hiện đại, hơn 5.000 chỗ ở, ký túc xá đầy đủ tiện nghi, hơn 20.000 m2 nhà thi đấu đa năng và sân vận động. Khi mới thành lập, toàn trường chỉ có 128 cán bộ công nhân viên, đến nay đã có gần 1.000 cán bộ viên chức, lao động, gấp gần 9 lần. Một giảng viên trình độ tiến sĩ, đến nay trường có 2 nhà giáo nhân dân, 22 nhà giáo ưu tú, 8 giáo sư, 26 phó giáo sư, 158 tiến sĩ, có 80 người đang làm nghiên cứu sinh. Tổng số sinh viên khi thành lập trường là 456, đến nay đã có 10.000 học sinh sinh viên, tăng gần 20 lần. Ngay từ khi thành lập, trường đã có khởi đầu đa ngành, đa lĩnh vực gồm lâm nghiệp, kinh tế và cơ khí. Khóa khai giảng đầu tiên của chúng tôi á vào ngày 28/11/64. Tại trường bổ túc công nông Đông Triều, đó là trường tiếp quản của bổ túc công nông. Thế thì trường lúc đó là 300 sinh viên và hơn 100 cán bộ công nhân viên, có 4 ngành chính: lâm sinh, khai thác, vận chuyển, chế biến gỗ. Trường Đại học Lâm nghiệp hiện nay đào tạo 25 ngành học với quy mô trên 10.000 sinh viên, 1.500 học viên sau đại học. Đi đầu với xu thế hiện đại, đặt chọn niềm tin vào nghiên cứu, phát triển và bảo vệ các hệ sinh thái, các giống cây trồng quý hiếm. Hiện nay, trường đã mở rộng thêm nhiều ngành đào tạo mới có thế mạnh như kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, quản lý, công tác xã hội, quản lý đất đai, công nghệ thông tin, kỹ thuật xây dựng, cơ điện tử, công nghệ ô tô, kiến trúc cảnh quan, công nghệ sinh học, thú y, quản lý tài nguyên thiên nhiên, môi trường, du lịch sinh thái, công tác xã hội, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngành hệ thống thông tin. Năm 2023, trường có thêm nhiều ngành mới đáp ứng nhu cầu xã hội như logistics, tài chính, ngân hàng. Chúng tôi đào tạo trong một cái môi trường liên ngành, đa ngành như vậy nên là rất là thuận lợi cho sinh viên sau này ra trường có thể phát triển bản thân. Vì họ có đầy đủ kỹ năng. Bên cạnh đó,
trường cũng có các ngành đào tạo kết hợp bằng tiếng Anh, tiếng Việt hoặc tiếng Trung, tiếng Việt, giúp người học tự tin trong bối cảnh quốc tế hóa thị trường lao động. Học tập ở thực tiễn, ở doanh nghiệp kết nối với lại bên ngoài. Thế và các cái định mức về thí nghiệm, thực hành, thực tập kể cả ở trong phòng và ngoài giờ cũng đã được nâng lên. Theo cái phương châm là lấy thực tiễn làm thước đo và từ thực tiễn thì sẽ giúp cho các em có được những cái cơ sở lý luận cũng như là cái nâng cao về tri thức trong tương lai, nhưng mà trên nền tảng của thước đo thực tiễn. Hợp tác quốc tế luôn được coi là một trong những chiến lược phát triển quan trọng của nhà trường. Đến nay, trường đã mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế với 27 quốc gia, trên 120 trường đại học danh tiếng trên thế giới. Sinh viên tất cả các ngành đào tạo của trường đều có cơ hội được nhận học bổng, hỗ trợ từ doanh nghiệp và các tổ chức, được đào tạo ngoại ngữ, tiếng Anh, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, đi du học, xin học bổng nước ngoài và có nhiều cơ hội khởi nghiệp. Là chỉ dừng. Cái ngành của bọn em cơ hội làm việc làm rất là rộng vì nó bao gồm cả về đất này, về nước, về rừng cũng có, về động bảo tồn động thực vật nữa. Thế nên là cái cơ hội việc làm có thể làm trong các vườn quốc gia, làm trong các tổ chức phi chính phủ hoặc là làm trong các công ty trong và ngoài nước, cũng như là ai mà giỏi thì có thể làm trong các bộ ban ngành của nước. Bên cạnh việc ngồi trên ghế giảng đường, sinh viên cũng có những chuyến đi ngắn hoặc dài ngày thực tập tại các khu du lịch sinh thái, các vườn quốc gia, khu bảo tồn nổi tiếng như Cúc Phương, vườn quốc gia Cát Bà. Trường luôn chú trọng trong việc lý thuyết đi đôi với thực hành. Vì vậy, kỹ sư lâm nghiệp ra trường luôn có kinh nghiệm và kiến thức chất lượng. Ngoài ra, sinh viên cũng được bố trí học kỳ doanh nghiệp, được hưởng tiền công do doanh nghiệp chi trả. 100% sinh viên ra trường có việc làm hoặc được giới thiệu việc làm phù hợp với chuyên môn đào tạo. Chúng tôi luôn là quan tâm đến những việc đấy, cơ hội mở cho sinh viên. Vì vậy, chúng tôi đào tạo cho hướng là các em có thể tự chủ trong cái việc thực hiện công việc của mình, có thể tự khởi nghiệp, thế rồi làm chính các doanh nghiệp. Bởi đấy là cái xu hướng là một cái cơ hội việc làm tốt nhất cho em. Theo điều tra, hiện nay cả nước đang cần mỗi năm 20.000 cử nhân, kỹ sư thuộc lĩnh vực ngành lâm nghiệp làm việc ở các đơn vị thuộc nhà nước, doanh nghiệp. Riêng các lĩnh vực lâm nghiệp, chế biến lâm sản, quản lý tài nguyên rừng và môi trường, mỗi năm cũng cần tuyển dụng 7.000 đến 10.000 kỹ sư. Các đơn vị này yêu cầu rất cao về trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng giao tiếp. Giải pháp thì chúng tôi tăng cường xúc tiến tuyển sinh để thu hút các em vào học, để đảm bảo là sau khi ra trường có việc làm tốt và ngay trong quá trình làm việc học tập tại trường cũng có những cái cơ hội, ví dụ như là cơ hội du học Úc, du học châu Âu, du học châu Mỹ, thế và có công ăn việc làm kết hợp với lại doanh nghiệp. Thế và một cái hướng nữa là chúng tôi tiếp tục thay đổi và chuyển đổi các mô hình đào tạo để đáp ứng với cái việc mà hiện nay ở ngoài sản xuất cũng đã có những cái thay đổi về tư duy kinh doanh nông nghiệp cũng như là phát triển theo các chuỗi giá trị. Ví dụ như là kỹ sư lâm học thì sẽ không hẳn chỉ là được đào tạo về khoa học về rừng hay là cách quản lý rừng, mà sẽ xuyên suốt là từ chuỗi cung ứng, từ đặc điểm quản lý rừng thì sẽ được học về quản trị lâm nghiệp, về phát triển các chuỗi, về phát triển sản phẩm cũng như là hội nhập để có được những cái cơ hội tốt để hướng ra bên ngoài thế giới cũng như là sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trước hết là phải xác định được những cái tiềm năng thế mạnh của từng cái địa phương để chúng ta tập trung vô công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với phát triển cái thế mạnh của địa phương. Ở đây thì với cái diện tích rừng rất là lớn, đồng thời hiện nay là những cái đặc sản của từng vùng cũng rất là nổi tiếng, cho nên chúng tôi cũng định hướng là các cái đơn vị đào tạo của ngành và ngoài ngành về nông nghiệp ấy, cần tập trung và phối hợp với địa phương để xây dựng các cái chương trình dự án phát triển theo cái chuỗi giá trị.
sản phẩm về lâm nghiệp, về nông nghiệp để phát huy các cái lợi thế, vừa là bảo tồn các cái làng nghề truyền thống, vừa phát triển các cái sản phẩm đặc sản có tính đặc trưng của địa phương theo cái chương trình OCOP thì mới phát huy được cái thế mạnh, đồng thời tạo ra một cái nguồn nhân lực để phục vụ cho những cái trọng tâm của các địa phương. Đến nay, nhà trường đã đào tạo 50 tiến sĩ, trên 2.300 thạc sĩ và trên 50.000 kỹ sư và cử nhân. Các cán bộ tốt nghiệp từ Trường Đại học Lâm nghiệp đã và đang góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển ngành, phát triển toàn diện kinh tế xã hội trên địa bàn cả nước. Trong đó có nhiều cán bộ đã và đang đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt của Đảng và Nhà nước từ Trung ương tới các địa phương. Với những thành tựu đã đạt được, Trường Đại học Lâm nghiệp đã được tặng nhiều danh hiệu cao quý, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới năm 2009, Huân chương độc lập hạng nhất năm 2014, hạng nhì năm 2004, Huân chương lao động hạng nhất năm 1989, hạng ba năm 1984 và 1996, Huân chương lao động hạng nhì năm 2006 cho cơ sở 2, cờ thi đua của Chính phủ năm 2008. Trường cũng được Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Huân chương Tự do năm 1984, Huân chương Hữu nghị năm 2000. Trường còn được tặng cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 1993, Bộ Quốc phòng năm 2000, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2003, 2007, 2013 và nhiều bằng khen của các bộ ban ngành, các đơn vị hành chính, tỉnh, huyện. Trên 70% cái lực lượng lao động trong cái ngành lâm nghiệp ấy, là được đào tạo từ nhà trường. Với những cái thành tựu như vậy thì chúng tôi cũng rất là đáng tự hào. Và trong cái thời gian tới thì các cái thế hệ của nhà trường sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực để không những được nhận thêm những phần thưởng mà sẽ phát huy và giữ vững những cái danh hiệu như vậy. Nhiều cựu sinh viên của trường đã trở thành nhà giáo cốt cán, nhà khoa học đầu đàn tại các trường đại học khác hay giảng dạy tại các trường đại học ở nước ngoài như Canada, Nga, Mỹ, Đức, Úc. Hoạt động ngoại khóa, phong trào cho sinh viên luôn chiếm tỷ trọng lớn trong khung đào tạo của nhà trường. Đây cũng là cách để các em giải tỏa mệt mỏi sau giờ học chính khóa, cũng như bồi dưỡng năng khiếu, phát triển tài năng toàn diện, hoàn thiện các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Khu liên hợp thể thao, bể bơi, nhà thi đấu, sân vận động trung tâm và các sân tập luyện thể thao xung quanh tất cả công trình này đều tràn ngập màu xanh. Điều khác biệt làm nên thương hiệu của riêng Trường Đại học Lâm nghiệp là một khu vực thực nghiệm dành cho sinh viên rộng tới 110 ha, khoảng 400 loài thực vật quý hiếm. Khu rừng phục vụ công tác nghiên cứu học tập của giảng viên, sinh viên nhà trường gắn liền lý thuyết với thực tiễn. Đây cũng là điểm đến yêu thích của các bạn trẻ bởi nó không chỉ giúp các em trau dồi kiến thức mà còn là nơi thích hợp để tập thể dục, check-in, sống ảo. Nơi đây còn được mệnh danh là khu du lịch sinh viên, khu sinh thái, resort. Trong tương lai là vườn thực vật quốc gia hay ngôi trường xanh nhất Việt Nam với nền nhiệt độ luôn thấp hơn 3-4 độ C so với Hà Nội. Là nơi tham quan trải nghiệm của các em học sinh phổ thông và cũng là nơi lý tưởng để người dân rèn luyện sức khỏe. Không chỉ đứng đầu trong việc áp dụng phương thức học đi đôi với hành, học lý thuyết tại trường và thực hành tại doanh nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại, khuôn viên trường như khu du lịch sinh thái, Trường Đại học Lâm nghiệp còn có khu ký túc xá vô cùng sang chảnh, hiện đại bậc nhất theo chuẩn quốc tế, đáp ứng cho hơn 3.000 sinh viên trong nước và nhiều sinh viên nước ngoài từ Thụy Điển, Hà Lan, Trung Quốc, Lào, Pakistan, Campuchia đến học tập tại trường. Ngoài những cái hoạt động liên quan đến học thuật thì có các câu lạc bộ như là câu lạc bộ vì môi trường hay là câu lạc bộ nhân ái, câu lạc bộ tiếng Anh. Rất nhiều câu lạc bộ nên là các bạn có thể thoải mái lựa chọn theo cái sở thích của mình để tham gia bên cạnh việc học tập ở trường. Xung quanh khuôn viên ký túc xá còn có rất nhiều khu sống ảo, chỉ cần đứng vào là có ngay tấm hình nghìn like. Khu ký túc xá cũng có định hướng là sẽ sử dụng làm một số các tòa, các khu trải nghiệm, khu liên doanh, liên kết cho các cháu học sinh phổ thông hoặc người nước ngoài đến trải nghiệm hoặc các kỳ quân đội và làm sao để tạo một không gian mở nhưng lại khép kín, đảm bảo an toàn. Toàn bộ khu ký túc xá được lắp camera an ninh và bảo vệ. Ký túc xá thì được đầu tư mới giống như một cái chung cư cho các em sinh viên đến đây để tu nghiệp. Tất cả công trình được thiết kế và tiện nghi đầy đủ, có cầu thang máy, hệ thống camera, hệ thống bảo vệ an ninh rất an toàn. Phòng ở rộng rãi,
khu ký túc xá để đảm bảo cho sinh viên này, không những cho sinh viên, cho cả phụ huynh khi đến thăm. Chúng tôi đang đầu tư khu ký túc xá có những cái phòng, gọi phòng sinh hoạt cộng đồng để cho sinh viên tổ chức các sự kiện, ví dụ như sinh nhật, tổ chức những cái phòng lập. Chính nhờ những thành quả đáng tự hào này, sự không ngừng đổi mới, mở rộng quy mô phát triển ngành nghề đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ đạt được nhiều thành tựu quan trọng của nhà trường trong những năm qua là tiền đề quan trọng để trường phát triển mạnh hơn, bền vững hơn, tự hào là nơi đáng học, đáng gửi gắm thanh xuân và đáng trải nghiệm.